Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách setup in qua cổng wifi của cái máy in HP Laser 107 WK nhé các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ ở đằng sau lưng máy ha, các bạn sẽ kết nối cái cáp in USB và cái cáp nguồn. Thì tại sao mình kết nối qua cáp USB? Để các bạn tiến hành cài đặt in qua cổng wifi mình setup cho nó dễ dàng nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên trên máy vi tính và bắt đầu tiến hành thao tác download và cài đặt driver nhé các bạn. Và bây giờ trên máy vi tính thì các bạn sẽ mở kênh cho manual lên ha. Chúng ta sẽ vào cái phần mà View Device and Printer, và sau đó mình sẽ bật nguồn của máy in cũng như là kết nối cáp in USB từ máy in cắm lên trên máy vi tính nhé các bạn. Rồi, sau khi mở nguồn lên và kết nối cáp in USB từ máy in qua máy tính thì Windows nó sẽ detect dò ra phần cứng nha các bạn. Thì các bạn lưu ý, Windows nó sẽ tự động nhận driver cho cái máy in HP Laser 107 WK. Thì lúc này các bạn sẽ in được những cái cơ bản ha. Tức là các bạn sẽ in kết nối cáp in USB bình thường. Và cũng khuyến cáo các bạn luôn, trường hợp các bạn sử dụng cáp in USB thì các bạn cũng nên download driver về và tiến hành cài đặt driver bình thường nha các bạn, để các bạn sử dụng máy in nó ổn định hơn, nó không bị những cái trường hợp như là in những cái mã ký tự lạ nha các bạn. Và một điều rất là quan trọng nữa là các bạn sẽ chọn đúng cái wifi mà các bạn sẽ sử dụng. Thí dụ laptop của mình đây, bây giờ mình sẽ gia nhập vô cái hệ thống phát Optical thì đăng nhập password vào đây. Một lát nữa cái máy in của mình sẽ kết nối đến cái wifi này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đăng nhập vào cái wifi này ha, hệ tính phát Optical. Rồi, bước tiếp theo các bạn sẽ vào trình duyệt web Google, các bạn sẽ gõ từ khóa là driver HP M107 WK Win 1064 luôn nhé các bạn. Thì các bạn sau khi nhập xong, các bạn sẽ bấm Enter và các bạn sẽ chọn vào cái link đầu tiên. Thì các bạn lưu ý, mình sẽ để cái link driver nó nằm trong phần miêu tả video để các bạn download cho nhanh ha. Ở đây thì nó detect dò ra luôn các bạn, Windows 16 tôi biết ha. Rồi, thì ở đây nó có cái gói full, chúng ta sẽ download cái gói full về để tiến hành cài đặt nha các bạn. Trường hợp các bạn chỉ cài in qua cổng USB thì chúng ta sẽ có lựa chọn là Basic Driver. Rồi, mình sẽ click là vào chữ download của cái gói full này nha các bạn. Download gói full đó thì các bạn sẽ dễ dàng thao tác. Cài đặt driver nó rất là đơn giản, hầu như chỉ bật lên bấm net 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 và lựa chọn là các bạn không rành mạng máy tính thì bạn vẫn có thể làm được ha. Rồi, cái file nó download về, các bạn thấy đang cảnh báo cái file là nguy hiểm ha, chúng ta sẽ click và chữ skip giữ luôn ha. Rồi, sau khi download cái file về xong thì các bạn sẽ mở cái file lên. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bấm Next, tích chọn vào hai cái ô này, sau đó bấm Next. Rồi, ở đây chúng ta có hai lựa chọn là kết nối in qua cổng USB và kết nối in qua cổng wireless. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup cài đặt qua in qua cổng wireless nha các bạn. Nên chúng ta sẽ tùy chọn ở hàng phía dưới. Sau đó bạn bấm Next. Rồi, tích vào đây luôn ha. Bấm Next luôn nha các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ có hai cái lựa chọn ở cái dòng phía trên và dòng phía dưới ha. Ở dòng phía trên thì các bạn trường hợp khi các bạn đã setup in qua wifi thành công rồi, các bạn cài cho những cái máy tính hoặc là những cái laptop thứ hai thứ ba trong hệ thống mạng thì các bạn sẽ chọn dòng phía trên, và khi các bạn bấm Next á thì nó sẽ detect dò ra được cái máy in luôn nha các bạn. Thì ở đây là hiện tại cái máy in chưa được kết nối in qua cổng wireless, nên là khi chúng ta chọn cái option này thì nó không dò tìm thấy được cái máy in nha các bạn. Mình bấm vào luôn cho các bạn xem tham khảo ha. Lần đầu tiên cài đặt thì các bạn sẽ chọn ở cái dòng phía dưới. Thì nếu các bạn chọn sai dòng phía trên thì các bạn chờ trong giây lát,
nó detect dò một chút xíu nó không ra thì nó sẽ hiện ra cái thông báo như thế này. Các bạn chỉ việc bấm OK và sau đó quay trở lại. Chúng ta sẽ chọn lại ở cái dòng phía dưới, kết nối qua cái USB nữa nha các bạn. Rồi các bạn sẽ bấm Next thì nó sẽ dò ra những cái wifi. Máy in nó sẽ dò ra những cái wifi gần nhất với máy in. Thì các bạn lưu ý cự ly trong khoảng chừng 10 mét trở lại thì nó sẽ ổn định hơn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn đúng cái wifi và nhập cái password vào. Ở đây mình có cái hiệp thức phát Optical, các bạn sẽ nhập vào. Thường là các bạn chọn nó xong là nó tự động hiện cái password luôn các bạn. Hiệp tính phát .net ha. Rồi các bạn bấm Next. Tới bước này coi như là đã cài đặt thành công rồi các bạn. Thì các bạn sẽ chờ trong giây lát driver cài đặt in qua cổng wireless cho máy in HP Laser M107W. Rồi, bấm Next thành công các bạn. Rồi, Next luôn. Có hai cái tùy chọn ha, có phần mà quản lý in thì các bạn cũng nên cài đặt vào. Mà khi các bạn set up khổ giấy này kia cho máy in đó, nó quản lý luôn. Hoặc là các bạn có thể truy cập vào địa chỉ IP của máy in thì các bạn sẽ tùy chỉnh ở bên trong đó luôn cũng được nha. Nói chung là máy in có cổng wireless hay là cổng mạng á, thì các bạn muốn thao tác gì thì cứ truy cập thẳng vào cái địa chỉ IP của cái máy in trên trình duyệt web là được nha các bạn. Nè, lướt vào Print Test Bay thì máy sẽ tự động in test ra một tờ Windows Printer Test Bay nha các bạn. Rồi, tới bước này các bạn mà ra lệnh in mà máy in ra được cái tờ giấy là coi như các bạn đã setup thành công in qua cổng wireless nha các bạn. Cho máy in HP Laser M107W. Nè, mình đóng cờ lâu lại ha. Thì cách để các bạn kiểm tra là biết được là có cài đặt in qua cổng wireless thành công hay không á, thì các bạn sẽ vào phần Control Panel các bạn. Các bạn vào Device Inter. Rồi đây, mình mở lên cái phần mà quản lý in đó các bạn. Cho cái bên HP M107 thì một số trường hợp giống như cái máy mình ha, cài thiếu một số cái login á thì khi các bạn sẽ mở lên nó sẽ không hiện ra được. Đây. Đây, để mình mở lên cho các bạn xem. Mấy cái tùy chỉnh bên trong thì các bạn thấy ha, dấu chấm than. Thì khi bạn kích vào thì mở trình duyệt web lên thôi. Rồi, cái đó bỏ qua một bên. Chúng ta sẽ vào phần Build Device Editor. Thì bên trong này, đây, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Là nó có những cái biểu tượng của máy in HP M107. Thì các bạn click vào tab Board. Trường hợp các bạn cài đặt in mà qua cổng wireless thành công, wifi á, thì nó sẽ cái dòng tích, cái địa chỉ IP nó nằm trong phần bọt nha các bạn. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ vào đây để chỉnh lại cái khẩu giấy. Việt Nam mình xài giấy A4 nên chúng ta sẽ chỉnh letter chuyển lại thành A4 nha các bạn. Tương tự như vậy ở tab Advanced, Printing Default, Paper, letter các bạn chỉnh lại thành A4, Apply OK. Tab Set Row cũng vậy nha các bạn. Rồi đây là cái phần driver. Thì bên trong này các bạn thấy ha, đúng tên của cái model HP Laser 103, 107 và 108. Một số trường hợp bạn cài đặt in thì bạn có thể vô đây tùy chọn lại cho đúng cái driver mà các bạn đã cài đặt vào máy in nhé các bạn. Đây, Build Device Printer. Rồi, cái này chưa nhận ha, cái này các bạn có thể lít chuột phải lên Remove luôn cũng được. Rồi, còn một cái tên này, lít chuột phải chọn Printer Properties. Thì các bạn thấy bên này nó đang cài đặt theo cái tên máy nha các bạn. OK, mình remove cái này cho gọn ha. Yes, cái tích màu xanh là set default nha các bạn. Rồi mình click vào Print Test Bay thì máy sẽ in ra tờ giấy nha các bạn. Close. Cũng rất là dễ dàng nha các bạn.
Rồi, bây giờ mình sẽ mở một cái file. Bây giờ mình file in PDF cho các bạn. Mình hướng dẫn các bạn cách in ha, cơ bản thôi nha các bạn. Thì Word, Excel hay PDF về cách in cũng tương tự, các bạn sẽ vào file print. Và bên trong này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tùy chọn bên trong. Nhưng mà in cơ bản thì các bạn chỉ việc bấm OK là in thôi. Rồi, như vậy đến đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt in qua cổng Wireless cho máy in HP Laser M107W. Xong nhớ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía màn hình để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Copier for Renshi.